Hi, hello, xin chào tất cả các cô, chú, anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại các cô, chú, anh chị và các bạn trên kênh của Ba Michael. Thì Sài Gòn ngày hôm nay là ngày 25 tháng 3, 2024. Bây giờ Ba Michael đang có mặt ở đây là bảo tàng nè bà con. Đây là bảo tàng thành phố Hồ Chí Minh. Đây đây hồi xưa đó là Dinh Gia Long. Bên tay trái là công viên Liên Hiệp. Ba mấy cậu vào đây là con đường này, đường Master. Ở đây có cái phòng công chứng số 1 nè bà con. Cái phòng công chứng này là thuộc về Sở Tư pháp. Bên tay phải đường Hàng Thuyên. Đây có mấy cái tòa soạn báo quốc tế nằm đây rồi trên đường Hàng Thuyên. Rồi trước mặt bà con bác đây là nhà thờ Đức Bà. Ở đó đây là có cái nhà sách gì mà châu châu á bà con. Bà mày còn không nhớ rõ lắm. Nhưng bán sách cũng như tiếng Pháp. Đây, nhà thờ chính tòa Đức Bà Sài Gòn. Ba mày còn nói thật chứ cái công viên mà trước nhà hát ơi trước cái nhà thờ Đức Bà này bà con được ưu tiên lắm bà con đó, bà con á hoa được trồng liên tục. Mỗi lần ba mày còn đi ngang qua là bắt đầu ba mày còn thấy họ rải phân nè, rồi bây giờ là chuẩn bị đổi hoa nè bà con đó, những cái hoa này nó vẫn còn nè, nhưng mà chuẩn bị đó bà con thấy không, bứng lên hết đó, cái hoa này vẫn còn nè bà con thấy không, nó vẫn còn tươi nè, vẫn còn đẹp nè, nhưng mà cũng bứng lên hết và bắt đầu lại trồng lại những cái hoa khác. Tại vì đây nè, có khách nước ngoài nhiều lắm. Cho nên thì để bữa nào ba mày cậu để ý, hình như định kỳ khoảng tuần hai tuần nữa là họ đổi hoa. Khách nước ngoài rất là nhiều. Khu này là khu trung tâm nữa. Ô trời ơi, ở đây cũng vậy nè bà con. Giờ họ làm con gấu màu xanh. Đẹp á.
Rồi đó bên tay trái ba mẹ cậu đây có cái trụ sở của một cái hãng xăng dầu Esso các bà con, bên tay trái. Dạ ba mẹ cậu quẹo trái vô đường Hai Bà Trưng. Mỗi lần băng qua đường ở Việt Nam này sợ lắm. Phải có cái kèn để đỡ, không có kèn đi khó chịu lắm. Đường này đường Nguyễn Văn Chim nè. Đây là ngã tư đường Nguyễn Thị Minh Khai với đường Hai Bà Trưng. Hồi xưa là đường Hồng Thập Tự với Hai Bà Trưng. Cho thuê nguyên tòa nhà. Rồi con đường này đường Trần Cao Vân. Chúng ta đang đi hướng Hai Bà Trưng mà hướng về chợ Tân Định đó bà con. Ở đây là đường Nguyễn Đình Chiểu nè. Con đường Nguyễn Đình Chiểu này hồi xưa là Phan Đình Phùng. Đây là góc Phan Đình Phùng với lại Hai Bà Trưng. Đây có khách sạn Novotel nè. Khách sạn này hồi xưa là khách sạn Tự Do đó bà con. Ngay góc đường này luôn. Mình mà quẹo trái là mình đi về Lý Thái Tổ. Còn quẹo phải là mình đi ra con đường bờ kè á, bờ kè kênh Nhiêu Lộc. Rồi đó bên đó an toàn là hạnh phúc, bên đó hồi xưa đó là cây xăng. Ở bên đây là nhà khách Người Có Công nè, của Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội. Bên tay trái này là Tổng lãnh sự quán Trung Quốc. Ủa? À đúng rồi, Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở đây. Nơi đó hồi xưa trước năm 1975 á là cái gì ta? Là Đại sứ quán Đài Loan đó bà con. Đây là ngã tư đường Hai Bà Trưng với đường Điện Biên Phủ. Bên tay phải ba mẹ gọi đây là nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi. Trời ơi,
mấy cái lá cây này nó bắn đau ghê ta. Đây là công viên Lê Văn Tám nè bà con. Đây đây là hồi xưa là cái vách tường của nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi nè. Bây giờ nó là cái công viên Lê Văn Tám rồi. Nơi đây cũng thường hay tổ chức những cái buổi lễ hội lắm bà con. Ngay đây, tại vì cái không gian rộng. Cắt cây cho nên là giao thông ta chặn cái luồng xe đó bà con, để đảm bảo an toàn cho người dân đó. Ở đây là có ngôi chờ nhà thờ Tân Định nè. Đứng từ góc độ này bà con mới thấy là ngay chỗ cái khúc Tân Định này là nó cũng ghê gớm lắm bà con, nó đóng cửa hàng loạt luôn nè bà con. Khủng khiếp luôn. Đó. Đó, bà con bắt coi. Đóng cửa hàng loạt luôn á. Bên đây cũng vậy nè. Thờ thầy nhà chính chủ không nè. Ở đây là nhà thờ Tân Định. Ở đây là hồi xưa các cô chú còn nhớ không, có cái trường Thiên Phước. Phía sau kia đó là trường La Sang Đức Minh đó. Trường Thiên Phước này như là mặc áo nữ, mặc áo dài màu hồng, nhớ là như vậy. Còn đây là trường Đinh Trong Tráng nè. Quẹo vô đây là có trường Lô Dê nè. Hồi xưa cái con đường này bán bánh xèo nhiều lắm, nhưng mà bây giờ chỉ còn có một tiệm bán thôi. Hồi đó ba mẹ còn từng đi bộ quay ở đây, đi vô từng con hẻm, hẻm này cũng vô nè, đi vô từng con hẻm luôn đó, hẻm này nữa nè đó. Này bánh xèo Đinh Công Tráng là đây nè bà con, nhưng mà giờ như chưa bán đó. Hồi đó đi bộ quay hẻm ấy đây, xong cái vô trong đó ba mẹ còn ngồi, ba mẹ còn ăn review cái bánh xèo đó. Bánh xèo mắc nhất như trăm mấy chục ngàn á, hình như 200 chứ hả, không nhớ, lâu quá không nhớ cái giá, nhưng mà ba mẹ còn nhớ là cũng trăm mấy 200 á. Đây cái trường Rút Sống nè bà con, cái trường này là hồi xưa người ta gọi là trường Lô Dê. Đây là con đường Thạch Thị Thanh. Số 50 này là hội chữ thập đỏ quận nhất nè. Ồ, ra đằng kia con đường Hiền Vương á, là con đường Võ Thị Sáu á, là con đường Hiền Vương năm xưa á bà con, nhưng mà nó bà thấy xe nó đang nghẽn rồi đó. Nãy mình nhớ rồi phải không? Bà con có bác nhớ là có cảnh sát giao thông ra chặn đường đó mà. Giờ mình rút đầu ra đó là mình nghẽn á, nó kẹt luôn á.
khu này người ta gọi là khu Tân Định. Đây. À, đây là chợ Tân Định đây. Xin thưa bà con cô bác, bên tay phải bà mẹ cô đây là hồi xưa là rạp Kinh Đô bà con, hay còn gọi là rạp Mô Đẹp. À, đây. Bên tay trái là tiệm vàng nè, bên tay phải này là khu ẩm thực của chợ Tân Định nè. À. Cây cậu râu, cây cậu gió, cây cậu lưỡi. Kẹt xe ghê gớm vậy. Hôm nay có chuyện gì xảy ra mà nó lại kẹt xe khủng khiếp vậy trời. Rồi ở trên kia kẹt hàng dài, dưới đây nó cũng kẹt luôn. Cái khúc này hiếm khi nào bị kẹt xe ngay đây lắm nha bà con. Tại vì bà con biết không, xe ở đây đó không bị ảnh hưởng bởi đèn đỏ. Đèn đỏ là đèn, là xe gắn máy vẫn được chạy mà. Đó. À. Quá trời không, trời ơi kẹt hàng dài luôn kìa bà con có thấy không. Trời ơi khủng khiếp chưa. Rồi giờ 30 con quẹo phải vô đây. Đường này là đường Bà Lê Chân. Bên đây phải này hồi xưa là chẩn y viện quận nhất đó bà con. Ở đây có bệnh viện Đông Hà nè, Hà Đông Hà. Nơi đây hồi xưa là nhà Bảo Xanh đó. Rồi con đường này đường Mã Lộ. Mình đi dạo vòng vô chợ Tân Định chơi. Rồi quẹo phải bên trong nhà lòng chợ nè. Cái tự nhiên ngay khúc này bây giờ nó bị nghẽn mà con. À, tự nhiên ở chỗ này bây giờ nó lại nghẽn gây chợ Tân Định tự nhiên kẹt hàng dài luôn nè. À. Quá trời ơi mà con, quá thấy chưa, khủng khiếp thiệt cái chợ Tân Định. À, đây là nhà sách Pha Ha Sa Tân Định nè, nhà sách Pha Ha Sa này là
À, hồi đó nó là rạp Kinh Thành đó bà con, à, rạp Kinh Thành. Ôi bà con có xe hơi kìa. Người dân càng ngày càng mua xe hơi thấy ghê không? Thiệt sự. Bà con có bắt thấy dân Sài Gòn không? Bây giờ xe hơi quá trời. Giờ một chiếc xe hơi đâu còn mắc nữa đâu bà con. À, bây giờ là ba mẹ còn thấy có một cái công ty xe điện vậy bà con. À, giờ một tháng chỉ có 5,3 triệu thôi là gia đình có chiếc xe hơi chạy rồi bà con. Thấy ghê không? À, bây giờ người ta khuyến khích mua xe hơi mà trong khi đường phố Sài Gòn này nó quá trời nhỏ. Thành thử ra là tương lai là chắc kẹt cũng dữ à. Thôi thì ba mày cậu yên tâm với xe gắn máy đi cho nó khỏe. Xe gắn máy mình cũng kẹt nhưng mà mình len được, chứ còn đi xe hơi là thôi ráng nhịn đi. Phú Hòa, chúng ta đang đi trên con đường này, đường Trần Quang Khải. Ở Tân Định này như là người dân người ta về ở đông lắm thì sao, mà ba mẹ cậu thấy hồi đó chạy mấy con đường này nó vắng lắm bà con. Bây giờ ba mẹ cậu có cảm giác là xe hơi rồi xe máy gì nó đông hơn bình thường luôn. Đây là ngã tư, không phải ngã tư, ngã năm luôn bà con. 1, 2, 3, 4, 5. Nguyễn Hữu Cầu nè, Nguyễn Phi Khanh nè, Trần Quang Khải nè, Trần Khắc Chân nè. Aku Ruhi, chúng ta đang đi trên con đường Trần Quang Khải. Xin thưa với bà con cô bác, con đường này là con đường mà hồi xưa làm nổi tiếng một thời. À, những cái gì mà nó gọi là, bây giờ người ta gọi là tệ nạn xã hội á, là hồi xưa á, con đường này karaoke ôm có, bia ôm có, hớt tóc thanh nữ có. Cái khu Tân Định này hồi xưa cái gì cũng có hết. À, còn bây giờ bà con có bác thấy lành mạnh không? À, chứ hồi xưa con đường này là coi như là thầm mà về đêm á, bà con có bác là thấy mấy em Úc rồi bắt đầu đứng xếp hàng dài. À, giờ là ở đây nè, hồi xưa đó là rạp Văn Hoa Đa Cao nè bà con. Đó. Sau này cái mở cà phê Cát Đằng ở đây, giờ là sân khấu kịch Thiên Đăng ở đây nè. Bà con bác nhìn hai bên đường không, bây giờ là lành mạnh rồi, mấy cái tệ nạn là không còn nữa. Chứ và mình còn nhớ hồi xưa cái khu này là khu tệ nạn ghê lắm. Đây có đình Nam Trơn nè. Cà phê kem muối 19.000. Phong cách mặc đồ cũng đẹp quá ha, quần đen áo đỏ, mang đôi giày.